Với mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp người dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, ngày 19 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện với hai tỉnh ven biển là Bạc Liêu và Tiền Giang. Chương trình phối hợp thực hiện gồm 5 nội dung chính như tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước giáo dục pháp luật cho nhân dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn hệ thống chính trị vững mạnh hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội giảm nghèo xây dựng nông thôn mới thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để ơn đáp nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân hỗ trợ giúp ngư dân vươn khơi bám biển góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cũng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, cảnh sát biển đã huy động các nguồn lực từ cảnh sát biển Việt Nam và các nguồn xã hội hóa trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thành công 96 phương tiện tàu thuyền với 1082 ngư dân. Tại hội nghị, cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 400 xuất quà trị giá 400 triệu đồng tới các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương này.